Thank you.
Thank you.
chú vào ăn cơm ạ. Cháu nấu cơm xong rồi à? Vâng. Ừ, đợi chú một tí nhé, chú làm xong bước này thì chú cháu mình vào ăn cơm. Vâng. Uống đi nha. Chị cháu vào dọn cơm đi. Chú cháu mình ăn. Vâng ạ. Mày nấu xôi à cháu? Dạ. Cái cháu mời cháu ăn cơm. Ừ, ngon thế. Cháu ăn cơm đi. Dạ, tí nữa chị cho ăn nhá. Ăn thịt đi. Thank you.
Đi tưới rau à? Thank you.
Để ăn đi nha. Ngon không? Ăn đi để chị đi lấy nước cho nha. Trống lớn để trứng cho chị nha. Ăn đi. Các em ăn đi nha.